Thank you.
Hello. Chào Nam, lên chơi con. Trời này cũng lạnh quá, mới ra hút một viên thuốc. Nghe rõ không Hậu Nam? Hello Hậu Nam, có nghe rõ không? Cho bố số bộ tôi biết rồi. Ok, chào. Ok, cho nó hát hết bằng này đi rồi à. Mình tắt mà nói cái chủ đề này. Cái chủ đề hôm nay là Việt Nam thì mới họp về vấn đề nhân sự, cấp cao của Việt Nam thay đổi nhân sự. Thế thì phía bên này có chuyện gì mà phải sắc? Phải sắc. Ok. Hình như cái bài này Nam hát nó có vẻ hùng hồn hơn ha. Còn Lý Hiền thật, Hậu Nam mà lên chơi cũng được. Lên đi chơi đi, gửi yêu cầu lên chơi bàn về chút xíu vấn đề. Sẵn tao đi đòi lại cái sổ hộ nghèo của tao luôn. Ok, tạm dừng đi. Ok, chào mọi người, chào tất cả mọi người ở diễn đàn. Chào Chu Phan, chào Lý Hiền thật, chào Hậu Nam, chào tất cả mọi người. Thì sáng nay mới vừa ngủ dậy thì mình nghe được một cái tin là cách đây cũng râm ran cũng mấy ngày rồi, họp cấp cao của gì đó, của quỹ dương gì đó của nhà nước Việt Nam mình đó, thì nghe nói là ông Võ Văn Thưởng chủ tịch nước từ nhiệm, đại khái là vậy, coi như cũng vậy. Thì thế bên này tất cả mọi người phía bên những cái báo đài thổ tả bên này bắt đầu dở cái thói xuyên tạc. Thế thì tao hỏi buồn cười, thay đổi nhân sự anh này làm việc được hay là không được gì đó, người ta bàn luận, người ta thảo luận và người ta cho xuống chức rồi người khác, đó là cái chuyện một điểm son. Ta cho một điểm son của nhà nước Việt Nam thực sự là very good, có nghĩa là thật là tốt. Có nghĩa là ở đây Việt Nam mình nói một cách khác là ở nếu mà pháp luật của Việt Nam là không chừa bất cứ một ai, từ cấp cao cho đến cấp nhỏ, không ai chạy trốn được tất cả. Và những người đó là cái điều là mình phải nói, mình khen đến với Việt Nam mình. Đó là một cái sự gọi như là rất là tuyệt vời. Không có cái gì gọi là, không có cái gì gọi là xôn xao cả. Mình cảm thấy cái điều đó là thực sự là rất là tốt. Nó đúng là như vậy. Bởi vì anh làm việc không được thì đi cho anh xuống thôi, đơn giản thôi. Và cái đó là không từ bất cứ một ai. Từ một anh thủ tướng, rồi ông là chủ tịch nước kỳ trước, thì có một cũng ông là người kế vị tăng không nhớ tên, dù cái điều đó là để làm trong sạch cái bộ máy của nhà nước, là cái điều đó thực sự là mình thấy mình ngưỡng mộ.
Rồi tao cho một điểm son của đất nước Việt Nam mình. Và bàn lại thì tất cả những cái báo đài thổ tả bên này bắt đầu nó xuyên tạc đó, nói chung là nó nói xấu Việt Nam rồi nó này, tao mới so sánh, tao ở Mỹ này tao tao khoái so sánh với Mỹ lắm ha, tao so sánh với Mỹ mà đó. Buồn cười lắm, cái những cái mà tao không biết cái ông nước kia ông bị lỗi lầm gì, nhưng mà ở trong nội bộ của đất nước Việt Nam mà phán xét và file down ra, có nghĩa là đã soi mói và file down, ông làm những cái chuyện gì mà không đúng với một người, không đúng một cái cấp lãnh đạo thì người ta sẽ ta sẽ gọi nó gọi là coi như là yêu cầu ông từ chức rồi. Ok thì cái điểm son thứ hai nữa là ông Võ Văn Xính làm đơn xin từ chức. Theo tôi nói như vậy không biết đúng là sai, nhưng mà có cái điều tôi biết là ông đã từ chức rồi, những người khác kế nhiệm nên cái chuyện đó thì là một điểm son. Bây giờ tao khoái so sánh lắm, tao không so sánh về tụi nó hay so sánh với Mỹ lắm, đồ tao so sánh với Mỹ rồi mà rồi tiêu lắm. Thì ở đây nó có nhiều khi nhiều ở đây cấp cao của nước Mỹ vui lắm, vui lắm, có nghĩa là nó xài tà le tắc lét trời, mà chẳng ai dám tự nhiệm hết trơn trời, nó buồn cười. Chỉ có cái điều là ăn hiếp dân dân thôi, người dân ở trong cái đất nước Mỹ là sợ lính như sợ cảnh sát như sợ cọp, mà sợ cơ quan công quyền như sợ cọp gì đó, là bọn đã bắn chết mẹ đổ má. Trong khi đó rõ ràng ở đây là chỉ là mình nói cái xã hội của nước Mỹ này, rõ ràng cái người mà có chức cao trọng vọng, chẳng hạn như tao nói tao nói thí dụ như là thị trưởng hoặc là thống đốc bang hay là cái gì đó, thiệt mày là càng chức càng cao chừng nào thì chẳng ai dám đụng tới. Và thậm chí cái ông cựu tổng thống của nhà ta là cái ông Donald Trump thì nó xài tại đây tắc lét, là nó có những cái chuyện mà hầu như là mình không ai chấp nhận được. Thế thì gửi cậu lên chơi con. Thì đúng rồi, cái chuyện đó bình thường thôi, cái chuyện đó mình không bàn cãi, nhưng mà mình cho một điểm son của nhà nước Việt Nam mình là dám làm và dám chịu nhiệm trách nhiệm và dám từ chức, rồi nói chung là cái điều đó là cái điều rất là tốt thôi. Biết người ta sai phạm mà vẫn cứ để cho người ta ngồi trên quyền cao chức trọng thì nó sẽ bị ảnh hưởng, tất cả bị mất uy tín của nhà nước Việt Nam mình, cái điều đó rất là tốt. Còn ở đây đậu mang biết tài le, biết sai tài le tét lét phạm tội rộng dược thôi ba bốn cái rồi tròn treo lơ lửng trên đầu, mà thế mà cứ việc bước lên đài danh vọng á, cái điều đó buồn cười. Thì những cái báo đài thổ tả cái điều này là cái điều rất là tốt đối với Việt Nam mình, theo tao nhận xét là rất là tốt, không có cái gì phải là sai trái cả. Bởi vậy tao mới đặt cái tiêu đề tôi buồn cười là cái gì mà nhà nước Việt Nam thay đổi nhân sự có cái gì mà phải xoắn. Bên này tụi nó ào ào luôn, mấy cái báo kia ào ào buồn cười, mà trong khi nước Mỹ nó ở mà nó trên chóp bu hay là trên cấp cao qua đủ, nó tè le tắc lét, nó chửi rủa nào cựu phó tổng thống rồi cựu tổng thống rồi cựu phó tổng thống rồi thượng nghị sĩ rồi hạ nghị sĩ, nó chửi lộn nhau tè le tắc lét hết trơn trời, là nó bày hày và hầu như là tất những cái lý lịch rất là dơ dáy. Mà nếu mà những người đó mà đứng đứng trong một cái thể chế của Việt Nam mình là không có không không giống như ngày hôm qua mày nói đó cậu Am, là nó ra khỏi rồi dòng giữ xe rồi, nó ra khỏi dòng giữ xe chứ không với nó rỗi mà leo lên cái cao đâu. Mình nói như vậy để mình hiểu rằng cái nước Việt Nam mình cố gắng làm trong sạch cái bộ máy của nhà nước mình, cái điều đó là cái điều rất là tuyệt vời. Và tao nói này đó là một cái điểm son của Việt Nam mình, cái điều đó thực sự là tao rất là vui mừng. Tao thì ở nước ngoài, tao cũng ở Việt Nam cũng vài tháng, về nước ngoài vài tháng, nhưng mà tao phải hiểu rằng mình mới nói cái điều là nó hay ngược cái này nè. Cái nhà nước Mỹ thì nó có một cái ngôn từ là không ai được quyền đứng trên pháp luật, nhưng mà nó cũng có nhiều người đứng trên pháp luật lại le tỉnh bơ đồ á, vừa thấy rõ ràng thấy buồn cười không. Trong khi đó Việt Nam mình chẳng có nói một câu nào cả, không ai tuyên bố những câu mà ghê gớm vậy, không có kiểu nhưng mà riêng về đợi là đụng cái gì gọi là giống như kiểu như mà nói chuyện mà trên mây gọi, nhưng mà làm là làm chứ không nói đó. Đấy nói gì nó hay, nó ngược lại cái đó, làm mà không nói, còn cái từ mấy bên này là có nhiều nói mà không làm, đúng không, ai được quyền đứng trên pháp luật, nhưng mà Donald Trump tao làm vậy mà ai làm gì tao đồ kỳ kỳ vậy, đồ cười vậy. Giờ mà thấy mấy cái báo đài thổ tả bên này chẳng có nào dám nói, trời đâu có dám nói, rồi nói là chết mẹ, rồi nói là thấy mẹ đó khổ vậy. Nhắc lại chút xíu nữa, và nhắc lại một nguồn tin mới đây thì tao cũng mới biết được là một cái ông kia, ổng là một cái làm một cái chuyên viên kỹ thuật nghỉ hưu của nhà máy Boeing. Ông mới gọi là
phai đao ra những cái sai phạm lỗi lầm mà Boeing gặp phải và đã xảy ra tai nạn hàng không trên thế giới. Rồi mà ông khai ra vài bữa sau ông tử nạn, đồ quá buồn cười lắm, có nghĩa là mình thấy ghê gớm chưa. Thành ra vì tôi nói, ta mới nói rằng cái điều mà mình Việt Nam mình làm mà ta thấy thực sự là ta thấy tuyệt vời. Đó là một cái điều mà mình cảm thấy là mình rất là hãnh diện đối một cái đất nước là gọi như là luật pháp là tối thượng trên hết. Thì ta nghe lời hôm trước ta cũng đã bốt lên cái lời của ba bác tổng bí thư nhà mình nói là không ai chạy thoát được cả, đừng tưởng đỏ mà chín, à đừng tưởng hoa nở mà tưởng xuân về, đâu có câu nói là tao mới thấy bất khổ quá. À, thì tao có cái mà tao nhận xét là cái điều đó tao không có thấy gì ái nái cả, tao mừng nữa. Có nghĩa là những người nào mà cảm thấy nhà nước Việt Nam mình mà đảm nhiệm chức vụ mà không hoàn thành, không được hoàn thành xuất sắc hoặc là không làm đến nơi đến chốn thì cái chuyện đó người ta xuống hoặc là thay đổi nhân sự là cái chuyện rất là bình thường đối với đất nước Việt Nam mình. À, nhưng mà bên này là giống như là kiểu như là nước sôi mà đổ vô hán nghe, đụng nhảy cà tưng lên, nó mừng lắm. Ê, nó thấy cái gì trong Việt Nam mình mà coi như là có cái gì mà đúng nhất, có cái gì mà có một cái sự mà chuyển đổi nhân sự hay là thay đổi một cái gì đó, một cơ quan nhà nước gì, anh để mừng nó chốt thực thời cơ được, anh nhào vô anh ăn cắn anh xé, mà hầu như tất cả những nguồn tin nó đều của nhà nước Việt Nam đưa ra cả, và anh copy cái nhà nước Việt Nam mình cái là những cái thông tin đó là của nhà nước Việt Nam đưa ra, người ta rất quang minh chính đại, người ta đâu có giấu giếm đâu, người ta cái gì tăng ra đó cái đó, kể cả những cái sai phạm rồi gì đó ta cũng đưa ra. Thế thì chúng ta bắt được là thế đó, chúng ta vô nó ngồi đi biếm vẽ nó chỉ nó buồn cười đó. Mà ngay cái đất nước sở tại nó tài le tắc lét mà nó không nói, ủa nó buồn cười, nó còn thậm tệ hơn nữa đó. Tôi nói lần nào tôi để tao nói một mình mày, đứa nào lên chơi với tao chút xíu rồi giúp tao làm đơn để mà tao đòi lại cái sổ hộ nghèo cái coi, đồ phá kỳ quá. Ủa sao kỳ, tao không thấy cái đứa nào luôn. Không biết mấy người, tao không biết nữa. Đó rồi thì mấy bữa nay thì tình hình nó đáng mò đáng xui đoán rồi đoán mò mẹ gì, nhà nước Việt Nam mà cổng thông tin chính phủ nó đưa ra mẹ rồi mà đoán mò đoán xui gì kia rồi coi cho đó là cái gọi là đo cho đó gọi là cái gì, coi đó là tao là tin độc quyền rồi đồ quá làm tiếng gốm lắm kìa. Cái buồn cười cái đám truyền thông thổ tả bên này nó buồn cười như vậy, rồi xong nó làm giống như là kền kền ăn xác chết vậy. Nó thấy Việt Nam mình có gì là có mùi gì hoặc là nó có một cái gì đại khái như là trong xã hội Việt Nam mình nó có cái gì gọi là tạm gọi là bất ổn thì là bắt đầu nó mừng lắm. Sao kỳ ta, đủ nó là cũng người Việt cũng dai vàng báo đỏ mà hay nó thấy Việt Nam mình mà có người Việt nào mà có một chuyện gì là bắt đầu nó mừng lắm, nó mừng lắm, nó kỳ lắm. Cái hạn gì là bất ổn xã hội, là ngân hàng vỡ nợ hoặc là đất lượng sản chìm không được bán được này kia là ùn ảnh mừng lắm này. Sao kỳ ta không hiểu nổi đó, cái gì mà đối với người dân Việt Nam mình, thí dụ như có bệnh dịch này kia rồi có những người tai nạn giao thông này kia là tự nhiên anh nhảy cẩn lên khoái anh vỗ tay mà đủ người gì kỳ cục cái trời đủ với ta không hiểu nổi luôn á, đủ quái đản đủ. Tụi này hình như đẻ ngược hay sao tao không hiểu nổi luôn. Thế thì tao có những cái tao mở cái live này tao cảm thấy là tao rất là vui vì ở chỗ là ở đất nước Việt Nam mình là thay đổi nhân sự có nghĩa là làm cho đất nước mình nó tốt hơn, lớn hơn, mạnh hơn và tương lai sáng sủa hơn, chứ không phải vì cái chỗ mà anh làm không được việc giống như kiểu như nó rõ ràng một cách gì. Thí dụ trong hãng xử cũng vậy, ở bên Mỹ là supervisor mà nó cảm thấy anh lười nhác và anh không mới biết chịu làm hoặc là anh ngoan cố là nó đuổi việc anh thôi, cái đó là cũng chuyện bình thường trong xã hội mà, phải không? Thì nó bị cái anh làm càng nhỏ thì ảnh hưởng nó càng ít, mà anh càng làm lớn thì ảnh hưởng nó càng to, cho nên vì ta bản nhiệm anh là cái chuyện cũng bình thường. Nhớ anh khổ mà thấy rõ ràng không, ở phía bên này thì nội cái gọi là cái cộng đồng người Việt mình, trời nó tối lên nó tối xuống nó làm đủ trời không, nó có lên được cái mẹ gì đó, nó có làm được ít nước lợi nhà của mẹ gì đó, nó có giúp đỡ đồng bào gì đó không, không mà tranh giành xông nhau tố nhau y xèo. Thậm chí những cái chuyện nhỏ nhặt nhất là từ chùa chiền rồi từ những cái chuyện này chuyện kia nhỏ nhặt, đối với người Việt Nam thì rõ nhỏ nhặt, nhưng mà ở bên này theo nó cãi lộn y xèo, rồi thậm chí rốt cuộc thì nó cũng là nguyên tiền mà thôi, rốt cuộc cái chữ cuối cùng mà nó cũng là nguyên tiền mà thôi đó. Thế thì tao thấy không có cái gì phải xoắn cả, mà bên này nó xoắn như là mà tao nói rồi, nó xoắn rồi buồn cười lắm, tao không hiểu sao kỳ cục quá đản vậy.
Ông biết cái con người này không phải là giống người Việt Nam đâu, máu trong phải máu Việt Nam là máu này chắc máu Hà Mã, hà máu Pitbull gì đó, khác chứ không phải máu Việt Nam. Máu Việt Nam nó có kỳ cục vậy. Thí dụ như Việt Nam nó có những cái câu thí dụ như là lá lành thì đùm ra lách, rồi thí dụ như là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy dòng khác giống, tuy vậy tuy dòng khác giống nhưng mà chung một vàng này kia như bên này đó. Nó quên tuốt tuần tuột, nó không biết cái gì hết trơn, gọi mà nó không hiểu gì. Giống nó bày như là một bầy thú hoang, như là như sói hoang vậy. Hay nó là chờ cho cái con nào mà hên mà ngã xuống mà nằm xuống là bắt đầu nó xé thịt ra ăn rồi vậy. Người Việt bên này là vậy đó. Nó chán lắm. Mình không quên rửa cái lắm, nhưng mà hầu như thực sự như vậy. Nó tăng lên bớt lên, nó lừa gạt mà nó không lừa gạt, chứ nó không dám lừa gạt những người nước ngoài, lừa gạt còn là người Việt gạt người Việt không. Từ cái tiệm nail cho đến từ tiệm nail đến tiệm mặt tờ hớt thóc như vậy đó, nói chung là hầu như nó khiến người Việt nó lừa gạt không. Ừ. Nói như vậy cho nó cùng, nói cho nó vậy rồi thì qua cái sự kiện mà nhà nước Việt Nam mình ông Võ Văn Thưởng chủ tịch nước mà từ chức á, thì cái điều đó là rất là hay, bình thường thôi, không có gì cả. Đối với tao rất là vui nữa, cái điều đó đối với tao rất là vui, bởi vì thay thế nhân sự để kiếm một người tài giỏi hơn, rồi những người lãnh đạo tài giỏi hơn, đạo đức hơn, để cho đất nước mình Việt Nam thăng tiến. Cái điều đó là điều rất là tốt, không có gì cả, bình thường. Còn những cái chuyện mà vụ án này, tất cả những cái vụ án ở Việt Nam mình cũng do người Việt Nam, cũng do nhà nước Việt Nam mà cũng do cơ quan công an Việt Nam khám phá ra và đưa ra tòa án thế thôi. Thì lợi dụng cái đó là lợi dụng những án thế rõ ràng. Tất cả những cái chuyện gì của Việt Nam là đều do cơ quan Việt Nam quản lý và tố tụng, chứ nó đâu có làm gì đâu. Mình lên đây mình nói là cái kiểu là mình cũng giống là người dân trong một hạt cát trong một cái xã hội bình thường thôi, chứ không có gì cả. Nhưng mà mình phải cảm thấy mình thấy mình tức cười, có nghĩa là có những con người mà đầu óc cái bệnh hoạn và họ không hiểu gì lịch sử Việt Nam, mà họ không hiểu được gì đất nước Việt Nam cả. Mình nói thì chúng nó chửi mình, nó bưng bô rồi cái gì bô đâu bưng, mà tao bưng kệ ruột đất nước tao, tao bưng cũng không xua gì cả. Và tao cũng tuyên bố tụi bay tao là người Việt Nam, tao có quốc tịch Việt Nam, tao có căn cứ công dân, tao có đủ hộ khẩu, tao có nhà Việt Nam, tao có đầy đủ Việt Nam đó, chứ tao đâu phải là người đó. Mệt quá, thế tụi bay nở đâu nào, tụi bay để tao nói một mình bay thôi, thằng nào lên chơi với tao hùng hạp chút xíu coi. Đủ. Ok đó, có một chú quán chú ăn lên nè. Gửi lại yêu cầu anh bấm hoài không được. Ờ, thấy rồi. Approve nè. Rồi đấy em. Đang mời em để mấy ngang nha chú Phan, để mấy ngang, để mấy ngang nha, để mấy dọc nó có lên đâu. Thì chắc là một lần nữa thì tao khoái so sánh với Mỹ lắm, mà nhớ cái mình ở đây là ông Võ Văn Thưởng, ông từ nhiệm hoặc là ông thôi chức thì cái chuyện nó không nói. Tao nói cho mày nghe, mày nhớ cái kỳ cách đây khoảng mà 8 năm về trước, để mấy ngang chú Phan ơi, gửi yêu cầu lại đi chú Phan, để mấy ngang. Thì cách đây 8 năm về trước là cái ngày ông Donald Trump mới vừa nhậm chức, ông mới vừa lên nhậm chức xong là ông bãi nhiệm hàng loạt tướng tá, là mấy không tất cả những cái cái hàng mấy chục mạng, gần 100 mạng, mà những cái chức sắc mà cơ quan công quyền đều là quan trọng của nước Mỹ, không như là bộ quốc phòng, là bộ tư pháp, là bộ nói chung là những cái chức sắc mà rất là quan trọng của đất nước Mỹ. Ông làm một cái rẹt cái cho cả trăm người đi á. Ủa đùa, tôi sao tôi không nói đồ quá, sao tôi không nói, kỳ cục. Anh mời lại em đó, để mấy ngang chú Quang ơi.
Anh thấy cái chuyện này đối với nước Việt Nam mình rất là bình thường, nó không có gì ầm ĩ cả. Mình gọi thuộc cho mình nói một cái từ gọi là thay đổi nhân sự, thế thôi. Ông này làm việc không được cho ông xuống rồi người khác lên, thế ông thế thôi. Và mình mong mỏi là người sau lại làm việc năng nổ hơn, tốt hơn, rồi những cái mà mình cầu mong lại cũng không được, nó rớt nữa rồi. Bày mày sao sao mà nó bị sai mà mày bày thứ nhất nữa yêu cầu mày lên này, tao nói mình mỏi miệng quá, với lại tao mày nói tao nó tao có cái tánh là không tao nói một người không ok vậy không lên được thôi. Thứ nhất cái nào gửi lên coi nói một cách khác hay chăng nữa thì mình cảm thấy thực sự là mình rất theo tao ý tao nha, tao thấy tao vui tao mừng. Chào Bảo Ngọc. Thực sự là mình cảm thấy là giống như kiểu như mình thay đổi cái bộ mặt cho nó sáng sủa hơn, hoặc là mình giống như y chang vậy, giống như mình đi cắt tóc vậy thôi. Nếu mà tóc của anh để dài quá nó bù xù thì anh nên chọn một cái mái tóc gì đó mà anh cảm thấy cơ mặt anh trẻ ra hoặc là đẹp trai hơn, ví dụ giống như tao vậy đó. Đúng không? Cho còn bây giờ đó, thiệt mày bây giờ biết như vậy, biết ta làm như vậy mà vấn đề hoài thì cái chuyện nó không bình thường, nó chuyện bình, nó chuyện rất ư lại. Theo tao là kỳ này là tao đã nói rồi, tao cho một điểm son, có nghĩa là Việt Nam mình thực sự là đi một cái ấy. Và ở đây thì mình phải nói một câu như vậy là đất luật pháp Việt Nam không từ bất cứ bậc ai, từ cấp cao nhất đến thằng dân bình hàng nhỏ nhất đó, cái điều đó không có cái gì là phải phải ra tháng, không phải cái gì phải là gọi là xoắn, tôi gọi là xoắn mà bên ngộ lắm bà ơi, tao nói bà nãy là tao nhắc lại cái gì ở Việt Nam mà nó xảy ra là bên này nó xoắn lên gì là buồn cười, thấy tôi buồn cười, thực sự là nhỏ nhặt đó, người Việt Nam bình thường rất nhỏ nhặt nha. Và trong khi đó nhắc đi lần nữa, cách đây 8 năm, 7 năm mấy, 8 năm gì đó, cái ngày mà ông Donald Trump mới vừa nhậm chức lên, ông sa thải hàng loạt, đồ ba bộ trưởng tư pháp, một cái những chức quan trọng không kinh khủng luôn, rồi má mà tao thấy nó im re, rồi mình không dám nói một câu gì trên trời, rồi má im nhìn đến địch thì nó nhìn đến địch thì đồ quá buồn cười, rồi bây giờ chỉ có một cái người bình thường thôi, ông kia ông mà xuống chức thì ông là một người dân thôi bình thường gì đâu, cũng không có gì cả, ông chấp nhận cái sai phạm ông chịu hình phạt đơn giản vậy thôi, không có mẹ gì cả. Trong khi đó đây nó ngược ngạo, thấy không, nó ngược ngạo vô cùng. Luật pháp mà ta nói lần nữa là buồn cười, ở nước Mỹ là cái gì vậy, hay nó có mỗi câu từ rất ư văn vẻ, không ai được quyền đứng trên luật pháp mà có nhiều người đứng trên tỉnh bơ, nó đứng dài dài mà đứng dài dài, luật pháp thì tà la tà le, còn nó coi như là án còn treo lơ lửng trên đầu vậy, mà nó vẫn mà ổng vẫn hiên ngang và ứng cử tổng thống mà là ghê chứ đồ. Cái đó cười. Anh mời lại được. Thượng sĩ nhất lên chơi mày. Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Lên nói chuyện chút cho nó vui. Mình cảm thấy rất ư là buồn cười. Thế thôi. Rồi lên nữa đó. Ok. Ra Ok chào may nha. quá là được, may quá là được. Em quay cái phone lại sang cái mình là làm Em khác quay đi. rồi đấy, Mày quay cái quay rồi lên lại rồi. đồng ý nhưng mà em xoay cái mình cái màn hình cho cái hình của em nó ngay lại. Ủa sao kỳ vậy? Xoay rồi sao nó lại kỳ vậy? Đó quay vậy mới đúng rồi, cái mặt mày đâu? Mặt em quay ra đằng sau cho nó cửa trần. À, thì ok thì cứ đọt rồi ok, Rồi, chắc là chắc nói bữa được nay rồi. bữa nay ở Việt Nam chắc là nó nóng lắm hả? Không thì em thấy cũng bình thường thôi, vì Việt Nam là họ dân mình thì họ có nhận thức ấy anh, bà Ừ. con nhà mình dân mình thì người ta có nhận thức rồi, coi cái chuyện là chuyện bình thường. Vì Chuyện bình thường, em tao vâng theo tao nghĩ là chuyện rất là chuyện bình thường thôi. À, thay đổi nhân sự từ cấp cao cho đến cấp nhỏ gì cũng vậy, rất là bình thường. Thí dụ vô trong cơ quan nhà nước mà mày làm không được việc, mày còn hay cãi lại những cái làm sai về vấn đề coi, thì đương nhiên người ta sa thải mày, là chuyện rất là bình thường. Cái chuyện ta thấy không có cái gì mà dạ lại, nhưng ngược lại cái truyền thông thổ tả bên này nè mới vui, nó nhảy nó múa làm dạ tùm lum tà lá mới là vui, bởi cái buồn cười mà ngược lại nơi chúng là ở hầu như là nó lộn tùng phèo. Mình nói một kêu bà gọi là mình nó gọi là gì à, hiền với giặc mà ác với dân là đúng nghĩa là như vậy, đúng là đúng nghĩa đó. chào anh, các anh em trong diễn đàn nhé.
Em cũng mới biết được 2 tiếng đồng hồ thôi thì người dân đón nhận cái chuyện bình thường, không ai nói gì cả, người Thì dân không ai bàn tán gì. anh cũng mới biết đủ vậy thì mới biết thôi, nói chung là vậy. Thì cũng thưa anh Cầm với thưa anh em là theo em nghĩ là ông Nguyễn Văn Thưởng lên chủ tịch nước mới được có 1 năm, hơn 5 tí à, 5 1 tháng rồi đó, nhưng mà ông mới sai, không phải sai sau khi ông lên làm chủ tịch nước, cái sai này chắc là kéo được mấy mấy năm trước rồi rồi, ông còn đang ở cấp dưới kia rồi, tại vì theo thông báo ấy là ủy ban thanh tra với lại thanh tra nhà nước, ta 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 thanh tra ra chắc cái này sai phạm từ từ trước kia rồi Thì đó. tao nói mày nghe, tao nói mày nghe là không ai chạy thoát cả. Có nghĩa là thí dụ đặt trường hợp, thí dụ như bây giờ ông không làm sai nhưng mà lính của ông làm sai thì ông cũng phải chịu trách nhiệm. Đúng Đó nên rồi. nó là như vậy. Còn nó người cái điều đó tao cảm thấy là rất là vui, là bởi vì tao nói đi nói lại hoài nãy giờ là tao cho đất nước Việt Nam mình là một điểm son nữa, nhà nước Việt Nam điểm son nữa, là bởi vì dám làm những cái chuyện mà hầu như là người ta nghĩ là không ai dám làm. Thí dụ vậy ở bên như bên Mỹ nè, bây giờ nói thẳng như mày là bây giờ nó cựu tổng thống Donald Trump ứng cử là không ai dám đụng tới ông cả á, nhưng mặc dù là con người của ổng, tư cách pháp nhân của ổng hiện giờ mấy cái án treo lơ lửng trên đầu y xèo rồi, mặc dù chưa ra ổng bị được bị bồi thường, bị tố tụng gì hình sự gì tụi mà đồ thường 400 mấy chục triệu đó, bây giờ đâu có tiền đóng, đã thấy đang xin xỏ luôn, thế mà ổng vẫn có những cái buồn cười lắm. Thì theo thông báo ấy của Ủy ban Trung ương với lại nhà nước ấy, thì nói ông là với tư cách là người đứng đầu, với tư cách là người chịu trách nhiệm người trước Đảng nhà nước, thì những cái sai phạm của ông thì ông vi phạm ông phải bị kỷ Phải luật, nhưng mà bãi nhiệm chưa thôi. vâng chưa cách chức chưa bãi nhiệm, ông làm đơn ông xin nghỉ, nhưng mà khả năng em đoán là ông sai phạm từ cách đây 3 4 năm rồi, 4 5 năm rồi, từ hồi ông còn ở cấp dưới kìa. Rồi. Nói chung thì không ai chạy thoát được, mình nói như vậy, nói thẳng như Vâng. vậy. Thế thì mình mới hiểu được cái điều này là bảo vệ ta mới đánh giá, có nghĩa là cái luật pháp Việt Nam mình nó một cách khác, Nghiêm minh. nó nghiêm minh, nó không chừa bất Vâng. cứ một ai và nó không tội phạm. Anh chỉ còn hó hé ra mà người ta đã biết được anh sai phạm là xong cuộc đời anh tiêu rồi đó, kể cả cấp cao hay là cấp dưới, cấp con mẹ gì cũng cả đó. Nó ngược ngạo hơn ở bên Mỹ này, chỗ chỗ cái là ê, tao nói ngày mai là tao nói ngày hôm qua như vậy, mày nói là cái là cái tư cách pháp nhân của anh có xứng đáng cái điều đó không, chứ tao chưa nói vấn đề luật. Nó khổ vậy đó. Còn ở bên Mỹ thì nó ngược lại, có chỉ có cái điều là mình mới nói vậy, giống như người dân mày gặp bullet á, đụ mà là sợ thấy mẹ nó gọi tội, nó gọi tới cái là nước đáy nó trong quần nó muốn chảy ra rồi, lạng quạng cự cãi là nó bắn bỏ xác luôn đó, người ta sợ thấy mẹ luôn. Nhưng mà cỡ như mà thị trưởng phó thì coi là cái gì là thống đốc tiểu bang trở lên thượng nghị viện để cái là cái bắt đầu không ai làm được gì đâu, hoặc là họ có những cái chiêu bài lách luật rồi, thí dụ như đó bằng chứng là một con người nguyên thủ, cựu nguyên thủ quốc gia đưa cho nó bây giờ đó, mà thấy rõ ràng không, đâu có làm được gì ổng đâu, mặc dù ổng sai tè le tắc lét đó. Thôi ta không muốn bàn tới cái chuyện nữa, mà tao chỉ nói cái điều là đối với mình cái người dân trong nước á, hoặc là tao ở nước ngoài đây, thì tao coi cái chuyện mà thay đổi nhân sự hoặc là những cái chuyện mà trừng phạt những người làm sai trái ở trong nhà nước Việt Nam là cái chuyện thực sự rất là bình thường, không có cái gì gọi là sót hết trơn rồi. Vâng, cũng mình chỉ thưa anh Cầm, thưa anh mình chỉ nói cái Cầm điều hay là nói đi, anh nói hết, anh nói hết. ý tao muốn nói là cái điều ở trong nước thì người dân rất là bình thường, mày thấy rõ ràng đâu có gì xáo trộn đâu, tao thấy rõ ràng cái gì tống bao cao bằng người ta vẫn đi làm bình thường tất cả, cái chuyện đó là cái chuyện thoáng qua thôi, ai làm sai người đó chịu. Nhưng mà mình buồn cười ở là những cái đám những người mà chống Việt Nam mình đó là họ nhảy cứng lên, họ mừng lắm, đồ với nó cười lắm, tôi nghĩ là cái Việt Nam mình có cái gì mà thay đổi hay cái gì mà làm lạ 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 chút, người ta cảm thấy nó nhìn được và nó biết được á thì nó nhảy tưng lên. Nhưng mà có biết đâu đó là những cái nguồn tin của cổng thông tin chính phủ nó đưa ra, tất cả những nguồn tin là đều của Việt Nam mà đưa ra cả, chứ đâu phải là mà nó bắt được, tức như là nó một cách nôm na là nó đọc báo Việt Nam, hiểu không, rồi nó lấy cái tiền đó ra xuyên tạc. Nhưng mà nó buồn cười cho nó đó, và nó có những cái thế đó, ta muốn nói là buồn cười là người Việt Nam thì bình thường không có chuyện gì xảy ra cả, mà ở nước ngoài thì nó nhảy cẩn lên giống như chó điên vậy đó, giống như kiểu như bầy sói vậy đó. À, bởi vì tao mới nói nó kỳ cục vậy đó. Em thưa anh Cầm với thưa anh chị em, trong này là Đảng nhà nước ta này cũng làm rất là có trách nhiệm với dân, với lời hứa với dân. Tức là chúng ta khi Đảng nhà nước ta khi đổi mới thì Đảng nhà nước ta đặt kế hoạch là phải đổi mới về kinh tế, về thị trường, về quan hệ quốc tế đó.
đã, thì thời với chúng ta đổi mới kinh trị, thì bây giờ chúng ta hòa nhập tới nay là 20-30 năm rồi, kinh tế chúng ta phát triển rồi, thị trường ta đã phát triển rồi, các nền ngoại giao chúng ta đã vào hết các thể chế trên thế giới rồi, ta đã chấp nhận chịu luật chơi thể chế rồi, còn đến vấn đề chính trị thì bây giờ là theo đúng pháp luật, tức là nếu mà ai mà một là sai phạm, hai là làm không hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta phải thay người khác cho đất nước phát triển là chuyện bình thường thôi. Nhớ Tân Nguyễn Để là Tân Nguyễn gì đó không biết, là nhớ để máy ngang, để máy ngang á, đừng để máy xui, để máy ngang mới lên được ngang. Ok, gửi lại đi. À, tao nói mày nghe, thì bây giờ tao nói mày nghe là cái điều đó theo tao là tao hoan hô, biết sao, đúng bởi vì rồi, là làm trong sạch cái bộ máy, đúng rõ làm rằng trong sạch bộ máy. làm trong sạch cái bộ máy là ok. Còn cái chuyện kệ chút cha, tôi nói muốn làm gì làm, tôi muốn nói gì mà nói. Dạ, để đất nước phát triển thì để đất nước đổi mới, Đúng rồi rồi, để là ngày 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 đất nước ta càng dân chủ hơn thì vấn đề tham nhũng chúng ta mới bài trừ thôi, cái đó là chuyện bình thường chuyện đấy. bình Hoặc thường là thôi. làm không may sai phạm thì tự xin nghỉ thôi, đấy là văn hóa từ chức mà anh, đó là bình thường thôi. Mình à, đúng rồi, thì đó là cái chuyện đối với người Việt Nam mình cảm thấy thực sự là rất là bình thường, bình thường đến mức Vâng, độ là giống giống xưa như nay là giống như là chén cơm kho cá đi mắm, chuyện bình thường ăn hàng ngày, không có cái gì phải quan trọng cả. Cái đó bởi vì những cái tổ chức, ta theo ta tao thì ta không biết về vấn đề tổ chức đảng ta vậy, nhưng mà kia đó là họ đã tự động và họ đã kìm kẹp lẫn nhau, và họ đã kiểm tra kiểm soát lẫn nhau, và họ đã tìm ra được cái sai phạm của ông nào. Bởi vì tao nói mày, làm lớn chức của Việt Nam mình không dễ đâu, bởi vì tất cả rồi mày hiểu không, nó không phải dễ Vâng. đâu. À, anh phải nghiêm túc, anh phải làm kia. À, và bây giờ thì nó có một cái luật mới là anh xuống, anh gọi là ngày xưa gọi là hạ cánh an toàn á, bây giờ không còn hạ À. cánh an toàn nữa, nó sẽ người ta sẽ truy lùng hết. Về hưu rồi cũng lôi ra Đúng làm, rồi, hoặc là anh sai phạm nó qua mấy năm rồi, nhưng mà khi phát hiện ra rồi thì mời lại đó trách Tân. nhiệm anh vẫn phải, trách nhiệm anh vẫn phải chịu trước nhân dân, trước đảng, trước pháp luật vậy thôi. Đó đúng rồi, chính xác, đó là Có bởi vì ta mới nói công mày thì là hưởng công, dạ có công thì có hưởng công công, thì có tội hưởng, phải chịu có tội, tội là phải trừng trị thôi, đơn phải giản tự thôi, chịu thôi. đó là chuyện. Ủa tại sao kỳ vậy? À, nó rớt hoài mẹ ơi, nó không lên được. À, Xưa thì nay xưa xưa nay từ xưa tới giờ ta cũng nãy ta cũng nhấn mạnh cái chủ đề hôm nay, ta muốn nói là cái người Việt Nam mình ở trong nước á, thì mình coi cái chuyện nó thực sự là không có cái gì gọi là phải sắn lên cả, nhưng mà những cái mà gọi là cái những cái truyền thông thổ tả bên nước ngoài này là bắt đầu họ họ sắn lên, họ đi kiếm cách họ xuyên tạc, và họ coi và đại khái là thay vì người ta những cái sai phạm đó là người ta phải chịu trách nhiệm thôi, nhưng ngược lại bên này là bắt đầu nó đổ ra và đu đó là đấu đá nội bộ, ăn chi không đều, đu quá nó tìm những cái từ gọi là đại khái là nó hạ thấp giá trị, nó kêu bằng nó hạ thấp cái giá trị lãnh đạo của đất nước Việt Nam mình, nó rất buồn cười. Cho đó nó kêu là ý tôi muốn nói là cái những cái gì mà nó có cái tính cách là gọi như ở Việt Nam mà nó có hơi hơi lớn chuyện chút, ví dụ nhà ngân hàng bể nợ là bắt đầu nó nhao nhao lên xé rồi nó bổ sẽ theo chiều hướng nó muốn, nói theo chiều hướng của nó muốn, mày hiểu không, nó sống Dạ. như đó thành đây Bóp méo đó. sự thật, mình gọi là bóp méo sự thật đấy. Đúng đúng à, bố mấy sự thật đó, nó buồn cười Dạ. cho đó thôi đó. Theo tao thì cái điều này nó xảy ra thật ư thật sự là rất là bình thường đó. Mà cũng đáng mừng anh ạ. Vì xưa nay thì nhiều người cứ bảo là Việt Nam không có văn hóa từ chức, cứ cố vị cứ làm, sai phạm cũng làm. Nhưng bây giờ Trời là rõ ràng cái ơi, văn hóa từ chức có rồi cái đó phải nói nước Mỹ á. đó. Vâng. Mày nghĩ thì sao, mày nghĩ thì sao, hai ông già tranh nhau lên ứng cử viên tổng thống, một ông năm nay tám mấy tuổi, một ông nay gần 80 tuổi, mày nghĩ sao, đó là phải là tham quyền cố vị không, thay vì cái tuổi già như vậy về chơi với con cái đi, không không chịu, phải leo cho bằng được tao mới ứng cử được, mà còn tuyên bố một câu hùng hồn đủ má người cái gì gọi là nếu mà ông mà thất bại là đủ má là hãy có sự gọi như là bạo loạn gì đó đại khái gì. Thế có cái nào cha nào mà đụng ứng cử viên tổng thống mà phát ngôn một câu sinh rờn, đụng một câu kinh khủng vậy chưa, nó kỳ cục kiểu. Nguyễn Tân. Theo Không em được. là cái việc việc này thì đảng và nhà nước ta đang đi đúng lộ trình thôi. Tại vì lúc đổi mới thì đảng và nhà nước ta là đi khác các nước ở trên thế giới, tức là đổi mới chính trị trước, đổi mới kinh tế, nhưng mà Việt Nam ta thì là
người ta nghiên cứu kỹ rồi, muốn đổi mới thành công thì phải đổi mới kinh tế trước anh ạ, đổi mới Đúng kinh tế trước, rồi. đổi mới văn hóa trước. Khi đất nước đã có Không tiềm lên lực được. rồi, đã có tiềm lực rồi, đã người dân rồi, người ta tin tưởng, quốc tế tin tưởng rồi, chúng ta dần dần ta sẽ dân chủ, sẽ đổi mới chính trị. Thế giờ là nó đủ điều kiện rồi, là ai làm được thì chúng ta làm, ai không làm ta xin nghỉ vậy thôi, có khuyết điểm là xin nghỉ vậy thôi, là chuyện bình thường. Đây là điều đáng tốt Sao cho kỳ cái nền quá, chính trị đất nước. sao kỳ quá Tân Nguyễn ơi, là sao bờ lên hoài không được, nó cứ rớt hoài. À, thì rõ ràng là như vậy, tại bởi vì nói một cách khác, bây giờ người dân Việt Nam mình, đất nước Việt Nam mình nói một cách khác là có của ăn có để, không ai nghèo đói, và thậm chí những cái nơi mà vùng cao, vùng sâu, vùng xa, những con đường mà lên núi mà cho ngựa, người dân bản mà trên núi họ cũng lót gạch, có nghĩa là họ cũng là trải đường nhựa, mặc dù lên núi. Nên tao coi những cái phim mà về phía Tây Bắc á, họ những cái đứa mà nó đi lên Tây Bắc nó du lịch này kia, thì những cái đường trong rừng vẫn 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 đường xi măng như vậy, hay nha, chứ không phải giống ngày xưa mà đường, mà đường đất mà rụng mưa nó xuống lầy lội không có. Bây giờ tất cả mọi cái đều là bê tông hóa cả, kể cả trên núi cũng vậy nữa, và trên núi cũng có điện, cũng có cũng có 4G, cũng có wifi cái đầy đủ, anh mà hoài không được ta. Bây giờ đất nước thì kinh tế phát triển, chính trị ổn định rồi, quan hệ quốc tế chúng ta vào có thể các tổ chức quốc tế đầy đủ rồi, rồi đến bây giờ thì đảng nhà nước nó đúng lộ trình, là bây giờ chúng ta phải đổi mới về mặt mà mặt cơ cấu, về mặt chính trị đó, là nó dần dần nó đi đúng lộ trình, thì mình là người dân thấy vậy cũng mừng thôi, có gì đâu Mừng, mà. không có cái gì phải quặn Vâng, cả, việc không có gì phải đáng sợ mừng. cả. Đó là Vâng, điểm em son, cho tao việc nói là nãy đáng đó, mừng. tao thấy nãy tao Vâng. nói rồi đó, đầu tiên là tao nói là tao đáng mừng, đó là một cái điểm son cho Việt Nam, là bởi vì thay đổi dân sự, bởi vì anh chàng làm, anh làm không được thì để người khác lên làm, thế đơn giản vậy thôi, chứ không có gì cả. Cũng giống như bên Mỹ Vâng. này, thằng super vai nó có quyền đuổi mày, mặc dù nó không được quyền nhận mày, nhưng mà nó được quyền đuổi mày đó, anh làm không được nó đuổi tỉnh bơ, không có sao hết, vậy vậy thôi đó. Thì cái Các điều thế đó lực là thù địch kia thì em nói anh cầm các bạn nghe, các thế lực thù địch thì nhân cơ hội này là họ xuyên đúng tạc, rồi, họ bóp méo sự thật. bởi vì Và tao ồ lên được rồi kìa, ok không biết ý là rồi lên được thì bạn, lên được thì bạn nói chưa chưa đi. lên được rồi, nó còn nhắc nhá cái gái Hình như có lên được rồi đấy, có thấy có một cái mic đúng đấy, rồi. Thế thì mà hình như khóa mic rồi, anh bạn khóa mic rồi, bạn mở mic thì bạn mới lên mở mic thì bạn khóa mic rồi, nó chưa có hiện hình mà cái mic của bạn nó bị khóa rồi, rồi rồi rớt xuống luôn lại á. rồi, xuống lại rồi. Kẻ chống phá Cái ở nói chung trong nước thì và nước nói ngoài. chung thì anh thì cũng không trực tiếp ở trong Việt Nam, mà anh ở bên này thì bữa nay mới buổi sáng dậy thì anh nghe một cái tin ông chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã từ được từ nhiệm hoặc là bãi chức gì đó, thì rồi tao gieo dồn qua dồn lại coi mấy cái đài thổ tả phía bên này, ù má nó nhảy cẩn lên, đứa phùng mang trợn mắt rồi đồn má nào ghê lắm, nó làm giống như kiểu như bắt được vàng vậy. Rồi ngày tối hôm qua thì coi cái kênh và cái nửa dòng cái đất tivi, trời ơi rồi bàn tán sôi nổi, đồ má đó mò đó này kia, má đó con mẹ gì, đồ má cổng thông tin chính phủ nhà nước rồi, đồ má đi ra rồi có con mẹ gì đâu ngoài đó mò nó, mẹ gì bệnh Khả tật năng, gì nhưng luôn. mà em thưa anh Cầm với thưa các bạn là em đoán là khả năng ông này bị liên đới trách nhiệm thôi, vì vì là khả năng là cấp dưới ông làm sai ông chịu trách nhiệm thôi, chứ thực tế là ông này ngày xưa giờ các chức vụ nhà nước giao cho thì cũng không có khó có thể là bảo ông là tham nhũng, nó bị ông làm ở trong mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mà làm ở thanh tra Không, Ủy ban Trung ương. mình hiểu được, mình hiểu được cái điều đó, tức là vậy, nếu ông không có trình độ, ông không có cái một cái thời gian dài có gì phấn đấu thì ông không thể nào leo lên được cái kia, bởi vì khi leo được ra người ta xét về tư cách pháp nhân, người ta xét về quá khứ nè, ta xét về người đó, thì tao hiểu được cái điều đó, nhưng mà bọn đó đâu có tha, trời ơi bọn đó đâu có chịu, nó phải nói một cách gì nặng nề hơn, ông này phải dưới ông có gì rùm sùm rồi quá, giống giống như là được tổng thống Mỹ phải được đi chơi gái ra tiền rồi để gái vậy, nó phải nặng nề, nó phải làm cho nặng lên được cái vậy đó, cái thứ này buồn cười lắm, và nó coi như đó là một nguyên mồi, và hầu như là tụi giống như kiểu là bầy sói, mặc dù nó xé vậy, nó xé. Ôi trời đất ơi, thấy nó buồn cười lắm. Và ở Việt Nam mình có một cái chuyện nhỏ thì nó sẽ xé ra to, ý tao muốn nói cái điều đó là xé ra to, nó như vậy đó. Thành ra tụi này nó bẩn bựa vậy đó. Và trên cặp mắt một người dân, đứng trên một cái cương vị của người dân, thì mình thấy ở Việt Nam mình
chuyện này nó bình thường, giống như cơm ngày hay bữa, không có cái gì gọi là anh chàng và cái chuyện đó buồn cười là người dân mình đi ra không lo, bởi vì có nhà nước lo, đúng y chang cái câu đó, bởi vì những cái chuyện lớn tao và to tát của đất nước là có một cái bộ phận sậu và có một cái ban bệ đàng hoàng người ta lo những cái chuyện đó, không cần mình phải xía vô. Rõ ràng tao đâu có quyền, mày cũng đâu có quyền, tao đâu có biết tiểu sử không là cái gì, tao cũng đâu có biết gì, mà không, tao cũng không có quyền trách nhiệm để bãi chức ổng, mà tao có quyền làm gì đó đâu. Phải có những cái bộ và kiểm tra kiểm soát lẫn nhau. Bởi vậy hôm trước tôi đã nói một câu rất là hay, có nghĩa là cái gì, lãnh đạo cá nhân, lãnh đạo địa tổ, nhưng mà cái gì mà tổ chức tập thể tập cái gì để mày, tao không rảnh gì đó. Có nghĩa là cái người lãnh đạo là được cái ấy, nhưng mà cái người tổ chức tập thể là gì, tập thể lãnh đạo hay cái gì đó, cái câu gì mà thường được tôi nói á, tức là một cái tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách đây. À, cá nhân thì phụ trách nhưng mà tập thể là lãnh đạo thì lãnh đạo là, có nghĩa là các ông đó làm đúng hay là sai, đâu phải là một người dòm vô cái hàng ngàn người. Bởi biết cái tao coi cái cuộc họp của mỗi lần mà quỹ ban gì của nhà nước họp là cả một cái hội trường là mấy ngàn người, tức là mấy ngàn người cặp bắt soi mối chỉ vô, chứ đâu phải đơn giản gì đâu. Thành ra vì đó phải sai trái là người ta biết liền. Bởi vậy ta mới nói thường thường là Việt Nam mình có cái camera chạy bằng cơm rồi, chứ hầu như ở đâu đó cũng có tai mắt của nhân dân cả.